và chúc ông bà tinh tấn tu dưỡng, ngày ngày đọc kinh niệm Phật cho tâm thân được an lạc. Cho nên hôm nay được đón rước quý vị, thầy rất vui khi quý vị nhín chút tiền của cũng như vật chất để về chia sẻ cho những người hiếm thị. Đó là một cái việc làm mà Đức Phật dạy, đó là Đức Phật dạy là phục vụ chúng sanh như phục cúng dường chư Phật, giúp đỡ mọi người cũng như cúng dường Phật. Thì hôm nay thì thay mặt cho hội từ thiện, hai hội hiếm thị, thầy cảm ơn quý Phật tử, cùng cầu nguyện Phật gia hộ cho quý Phật tử được nhiều sức khỏe, còn làm nhiều cái việc thiện, nhiều việc làm, nhiều việc tốt hơn nữa cho xã hội. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cô gia đình công dân, giống gia đình từ thiện của Nhiên và giống gia đình từ thiện của cô má hai của cô Thanh Ngọc, thì có đôi lời gì chia sẻ với đạo tràng chú con? Dạ, Khải Toàn thay mặt các bạn cùng làm từ thiện và rất nhiều mạnh thường quân ở xa góp một ít công đức cho các ông bà. Hy vọng rằng một chút này, một chút lòng thành này cho ông bà có được một cái cuộc sống an ổn tạm thời. Và chúc ông bà tinh tấn tu dưỡng, ngày ngày đọc kinh niệm Phật cho tâm thân được an lạc. Dạ, thì hôm nay Khải Toàn tịnh vật thì bao gồm một bao gạo 10kg và một thùng mì. Còn tịnh tài thì ở đây cái nhóm của cô Thanh Ngọc thì mỗi một bao là 1.000.000 đồng. Sau đó thì bên nhóm của anh Trung đã kêu gọi thêm một đợt nữa đi chung với Khải Toàn. Thì mỗi một nhóm của anh Trung một bao được bao nhiêu ạ? 150. Dạ. Có nghĩa là trong cái tịnh tài này, bao của Khải Toàn đang cầm ở đây là một bao có 1.000.000 đồng. Cộng với anh Trung mỗi bao riêng là 150.000. Với lại có thêm của chị Duyên một bao là 350.000. Rồi thêm của chị Duyên mỗi bao là 350.000 nữa. Là tổng cộng là các ông bà có được 3 bao cộng với lại tịnh vật là gạo và thùng mì. Dạ, thế thì ông bà có muốn chia sẻ một hai đôi lời về những cái Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức trụ trì chùa Tịnh Xá Ngọc Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa nhóm từ thiện Mạnh Tường Quân, gia đình của cô Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, cộng tác nhóm má hai của cô Ngọc, nhóm từ thiện cũng thành phố Hồ Chí Minh, hai nhóm hợp tác hôm nay được sự duyên lành đến chùa phát tâm cho đạo tràng chú đại bi niệm Phật Quan Âm tại chùa Ngọc Hòa là 50 sức quà. Thì nãy là mấy chú có đọc như vậy. Dạ. Thì đến đây con cũng tụ đoàn niệm Phật, chúng con cũng qua rất mừng.
trong mùa đại dịch Covid thật là ý nghĩa. Con không có gì hơn nguyện hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho thầy và hai nhóm Duyên Ngọc được mạnh khỏe, bình an, tai ách dịch bệnh dứt trừ, nhà nhà an lạc, phước điền tăng trưởng, vạn sự được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Pháp danh xuất hiện, xin thay mặt nhóm kiến thị và tàn tật người già khó khăn đi tu trì chú đại bi niệm Phật, gửi lời tri ân đến nhóm từ thiện cô Duyên cô Ngọc được nhiều may mắn mua may bán đất, gia đình hạnh phúc, vạn sự kiếp tường, vạn sự như ý. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Cái phần tử phát quà cho hội hiển thị đó, thì thầy có đôi lời nhắn với quý Phật tử trong hội hiển thị mình á. Hôm nay cái phần quà này ở trong cái mùa đại dịch như vậy mà là cái phần quà rất là lớn so với cái thầy buổi bây giờ. Thứ nhất là chục cái gạo, một thùng mì trên 1,000,000 nên cá cộng là cá con thơ là 1,000,000 được rồi. Cho nên rất là số tiền với tình tài tình vật rất là cũng như là lớn trong cái mùa dịch này. Cho nên quý vị nhận cái phần này á, quý vị thứ nhất á, là quý vị về tán niệm Phật để hồi hướng cho gia đình đoàn từ thiện. Tán niệm Phật cho nhiều quý vị chịu không? Ráng cố gắng là mỗi ngày trong nhà mình ráng tụng đại bi, niệm Quan Âm, ráng niệm Phật để cho mình tu, đặng cho mình nhẹ được cái nghiệp trong kiếp này. Kiếp sau mình lên mình sẽ được Phật gia hộ, mình được sáng suốt, mình được tướng hảo quang minh. Quý vị chịu không? Từng hàng. Dạ. Thầy xin phép. Chị Nhung ạ. Chị Nhung hồi nãy là chị báo là 35 vị kiếm thị. Rồi, còn lại là 15 vị là khó khăn. Còn có 5 vị vắng mặt. Dạ, rồi. Dạ rồi. Nếu vậy thì bây giờ toàn chỉ phát bao thư, còn tịnh vật thì một chút nữa các vị tự lấy sau, có người trở về giúp. Dạ. Dạ. Thank you.
Di Đà Phật. Ông ơi, có ai trong nữa không? Bây giờ tới nói với cô là khi Phật sự xong rồi nhà chùa mà thỉnh mời đoàn từ thiện mình quan hỷ ở lại dùng bữa cơm trưa. Dạ. Cơm dọn. Dạ. Cái này toàn riêng xin cúng dường cho chùa. Rồi chúc các sư được an lạc, tâm thân thanh tịnh. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Quý Phật tử quan hỷ dùng bữa cơm trưa gieo duyên với chùa. Dạ, dạ, dạ. 2, 4. Rồi cái này tổng cộng là 2, 4, 6, 7. 7 đúng không? 7. Chúc thiện nè. Đưa 7 thôi chị. Đưa 7 đi, đưa 7 đi, đưa 7 đi. Ngồi sót, sót một vị rồi đó. Có một vị em đang hỏi lại quá. Dạ. Rồi bây giờ chị Nhung. Dạ. Chị Nhung sẽ đại diện nhận tổng cộng là 21. 21 bao 3 loại. Của chị một phần, của chú Trúc Thiện một phần, còn lại 5 phần kia là cho những vị vắng mặt. Dạ rồi. Rồi. Rồi cảm ơn chị và cảm ơn chú đã mở lòng tạo cơ hội cho toàn các bạn ở đây và rất là nhiều người có được cái duyên để làm phước. Dạ. Đưa cho bà cô đầu càng về cũng chưa. Dạ. Bây giờ chúc hết bên Thanh Ngọc và bên cô Duyên.